Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ xem xét bài 2 về kiểu toán tử lệnh if và lệnh switch. Thì trong nội dung của bài 2 chúng ta sẽ xem xét đó là hiểu rõ và sử dụng kiểu nguyên thủy, lớp bao, chuyển đổi kiểu chuỗi sang kiểu nguyên thủy, sử dụng câu lệnh try catch để chuyển kiểu. Bắt lỗi chuyển kiểu, hiểu sử dụng toán tử xây dựng biểu thức, sử dụng cái lệnh if, sử dụng lệnh switch case, biết cách tổ chức một chương trình như thế nào. Đầu tiên chúng ta xem xét kiểu dữ liệu nguyên thủy. Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java nó tương tự như các kiểu dữ liệu của C. Thì đây là cái 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy. Thì chúng ta thấy như thế này, kiểu dữ liệu float, double, by, short, int, long và char. Thì đây là chúng ta có 8 cái kiểu dữ liệu nguyên thủy. Và ở đây thì chúng ta có cái kiểu dữ liệu boolean. Cái này thì nó liệt kê sort cái kiểu dữ liệu là boolean. Nó để sort cái kiểu dữ liệu boolean. Cái hình nó để sort. Thì ở đây chúng ta có bảng hiển thị danh sách các kiểu dữ liệu kiểu by, kiểu sort, in, long, float, double, char và boolean. Boolean thì cái kiểu dữ liệu này trong C không có. Là C chỉ có giá trị đó là khác không thì tương đương với lại là đúng, và bằng không thì tương đương với lại sai. Còn các kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu giống như C. Và ở đây chúng ta thấy kiểu by đó là 8 bit, kiểu sort 16 bit, kiểu in 32 bit, kiểu long 64 bit, kiểu float 32 bit, kiểu double là 64 bit và kiểu char đó là 16 bit. Kiểu char là kiểu ký tự nè. Kiểu float và kiểu double đó là kiểu lưu số thực, tức là lưu các cái số có dấu chấm động. Ở đây chúng ta có kiểu by, kiểu sort, kiểu in, kiểu long. Đây là các cái kiểu số nguyên, tức là giá trị của nó là không có phần thập phân, không có phần sau dấu chấm đấy. Và nếu mà kiểu by thì giá trị nhỏ nhất là lưu trong khoảng này tới khoảng này, kiểu sort là lưu khoảng này tới khoảng này. Như vậy thì khi mà chúng ta cần lưu một giá trị nào đó vào cho biến thì chúng ta phải xem xét là giá trị đó nằm trong cái khoảng nào, dựa vào cái bảng trên. Thì chúng ta thấy là nếu mà nó giá trị ví dụ như là lưu điểm của một sinh viên thì điểm của một sinh viên thì nó nằm từ 0 cho tới 10. Cho nên chúng ta chỉ cần đó là dùng cái kiểu dữ liệu by là phù hợp nhất. Còn lại chúng ta có thể dùng kiểu dữ liệu sort hoặc là dùng kiểu dữ liệu là int. Tuy nhiên là cái vấn đề đặt ra, nếu mà điểm mà có dấu thập phân thì chúng ta không thể dùng by được, mà ở đây chúng ta lại dùng phù hợp hơn là kiểu dữ liệu gì? Đó là kiểu dữ liệu float. Chúng ta có thể dùng double được, nhưng mà tại sao chúng ta nên dùng float thay vì dùng double? Đúng rồi. Thì lý do rất đơn giản là kích thước bộ nhớ chiếm dụng nó ít hơn một nửa. Ở đây nó chỉ tốn đó là 32 bit thôi. Còn kiểu dữ liệu double là nó lên tới 64 bit. Cho nên lưu ý là khi khai báo biến thì chúng ta phải chọn kiểu dữ liệu phù hợp với giá trị mà cần lưu vào cho biến. Và tiếp theo chúng ta xem xét giá trị hằng, hay còn gọi là literal. Thì giá trị hằng là dữ liệu có kiểu một trong các kiểu dữ liệu nguyên thủy. Chúng ta viết như thế này, 3 là giá trị hằng, 12 là long. Vì nếu mà viết 3 như thế này thì kiểu ngầm định đó là kiểu int. Và nếu mà chúng ta viết 12 mà không có chữ L ở sau thì kiểu ngầm định vẫn là kiểu in. Cho nên là thêm chữ L vô để mà
cái trình biên dịch nó biết là đây là có kiểu in, cái hàng này là hàng có kiểu in. Và tương tự như thế thì chúng ta viết 10.19 mà không có S thì nó hiểu đó là cái gì? Có kiểu dữ liệu double. Và chúng ta viết S vô để chỉ cho trình biên dịch biết là 10.19 đây là kiểu float. Đấy, thì chúng ta lưu ý như thế. Quy luật ép kiểu. Đối với kiểu nguyên thị, ép kiểu tự động sẽ xảy ra theo chiều. Đó là chúng ta sẽ chuyển từ kiểu dữ liệu nhỏ thành kiểu dữ liệu lớn. Thì cái này là chuyển tự động. Nhưng theo chiều ngược lại thì chúng ta phải chuyển và ép kiểu tường minh. Thì ở đây chúng ta thấy cái này. Byte chuyển sang short thì ok, không vấn đề gì hết. Short chuyển sang in thì ok. Và tương tự như thế. Tuy nhiên, chuyển chiều ngược lại là không được. Lúc đó chúng ta phải ép kiểu tường minh. Ví dụ như ở đây. B có kiểu dữ liệu double là 9.4. Rồi sau đó A là bằng 5 có kiểu in thì chúng ta gán nè, B bằng A, tức là lưu cái 5 này vào cái B. Rồi sau đó là gán ngược cái số 5 đó vào A, nhưng mà số 5 hiện nay nằm trong B thì nó có kiểu dữ liệu là double, cho nên là kích thước của nó lớn hơn cái kích thước của A. Và lúc đó khi mà chuyển ngược về trở lại thì chúng ta phải có cái dạng thức đó là ép kiểu tường minh, mở ngoặc kiểu dữ liệu đích, đóng ngoặc. Thì cái đây là một cái dạng ép kiểu tường minh để chúng ta lưu ý. Tiếp theo xem xét chuyển chuỗi sang kiểu dữ liệu nguyên thị. Thì chúng ta thấy như thế này. Biểu thức 1, A bằng 3, B bằng 4 và C bằng A cộng B. Thế thì C bằng mấy? Bảy. À, C bằng 34. Đây là cái trả lời đúng của chúng ta. Đó là C bằng 34. À, chúng ta lưu ý chuỗi trong Java thì đây là một cái kiểu dữ liệu đặc biệt. Nó giống như cái chuỗi ở trong C, nó được biểu diễn bằng một mảng cái ký tự và kết thúc bằng ký tự là xịt không ở cuối á. Thì trong Java chúng ta thấy đó là chuỗi đặt ở trong cặp dấu nháy kép. Đó là giá trị đó, đặt trong cặp dấu nháy kép. Và đặc tính của chuỗi là không thể thực hiện các phép toán số học. Chúng ta không thể lấy 3 cộng 4 bằng 7 được. Mà phép cộng ở đây á, là nó là cộng, là có nghĩa là nối hai cái chuỗi đó lại với nhau. Chứ nó không thể là lấy cái số 3 cộng với số 4 bằng số 7. Và trong cái tình huống này chúng ta muốn cộng giá trị của hai số thì bắt buộc phải chuyển cái chuỗi đó thành là giá trị số. Thì dùng cái phương thức pass int của cái lớp integer, pass in của cái lớp integer như này, chuyển thành giá trị số nguyên. Sau đó lấy cái số 3 cộng với số 4. Thì lúc này phép cộng là phép cộng số học. Sau đó bằng 7, và ở đây là C bằng 7. Và tương tự như thế, chúng ta có thể chuyển các cái chuỗi thành các cái kiểu dữ liệu nguyên thị byte, short, in, long, float, double, boolean. Thì ở đây chúng ta thấy là pass boolean, pass double, pass float, pass long, pass in, pass short, pass byte. Chúng ta cũng rất là dễ nhớ đối với các cái lớp bọc của nó. Thì cái này là viết qua cái từ cái ký tự B, viết hoa cái từ D, viết hoa cái từ F, viết hoa cái từ long. Riêng cái kiểu integer này á, thì chúng ta phải viết đầy đủ. Bên này nó viết ngắn gọn đó là int, thì chúng ta viết đầy đủ đó là integer. Và tương tự như thế thì chúng ta có short, byte. Và sử dụng các phương thức pass này để mà thực hiện chuyển từ chuỗi sang các cái giá trị của các kiểu tương ứng.
Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét sử dụng try catch để kiểm lỗi. Chúng ta xét trường hợp đó là scanner netint. Thì đây là cái phương thức mà yêu cầu người dùng, đó là cần phải nhập vào một số nguyên. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu mà người dùng là vô tình là gõ một cái ký tự? Thì điều gì xảy ra? Đó. Thì lúc này là rõ ràng phát sinh lỗi. Phát sinh lỗi thì chúng ta có thể có cái tình huống đó là khi phát sinh lỗi là chương trình sẽ kết thúc đột ngột, không chạy nữa. Và để giải quyết tình huống đó thì có thể dùng câu lệnh try catch để kiểm soát các lỗi. Ở đây là try là cố gắng thực hiện cái này. Và nếu có lỗi xảy ra thì vui lòng nhập số, tức là in ra thông báo này. Còn không có lỗi xảy ra thì tiếp tục đó là in ra cái lệnh đó là bạn đã nhập đúng. Và tiếp theo chúng ta xem xét lớp bound hay là wrapper class. Thì tương ứng với mỗi kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java thì định nghĩa một cái lớp bound hay là wrapper class tương ứng. Thì ở đây chúng ta có là byte, short, short, int, integer, long, long, float, float, double, double, char. Thì cái này là character. Char thì cái này là character. Và Boolean thì cái này là Boolean. Như vậy thì chúng ta cũng rất là dễ nhớ. Giống như hồi nãy thầy có cái chữ ý, thì chúng ta có là cái kiểu này là chữ S ở các cái ký tự đầu tiên là viết thừa, viết hoa lên. Và riêng cái kiểu dữ liệu int và kiểu char thì chúng ta sẽ viết đầy đủ nó như thế này. Thế thì tại sao mà Java sẽ phải tạo ra cái wrapper wrapper class? Và đây là một cái lý do cực kỳ đơn giản, tức là các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java nó không bao gồm các cái hàm xử lý trong đó. Tức là chúng ta khai báo kiểu số nguyên số 5 là số 5 đó là giá trị, thuần giá trị thôi, không có cái gì xử lý cho nó hết. Thế thì câu hỏi đặt ra là bây giờ muốn xử lý cái số 5 đó, ví dụ như chuyển số 5 nó sang chuỗi rồi cái gì, chuyển một cái giá trị chuỗi thành số 5 hay là như thế nào đó, thì lúc đó cần phải có một cái chỗ nào đó để cung cấp. Và Java sẽ phải là sinh ra các lớp này, tức là các cái wrapper class này. Tiếp theo xem xét về boxing và unboxing. Boxing là đóng hộp, unboxing là mở hộp. Boxing là việc tạo đối tượng từ lớp bao để bọc giá trị nguyên thủy. Unboxing là việc mở lấy giá trị nguyên thủy từ đối tượng của lớp bao. Và ở trên boxing chúng ta có 3 cách. Thứ nhất là gọi cái phương thức value of của wrapper class. Thứ hai đó là sử dụng new integer. Và thứ ba đó là gán giá trị trực tiếp cho một cái biến là thể hiện của cái wrapper class. Thì có 3 cách. Còn bên dưới thì chúng ta sẽ có 2 cách. Cách thứ nhất đó là gọi thực hiện cái phương thức int value. Thứ hai đó là cái gì? Gán trực tiếp luôn. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng cái phương thức in value thì đây là kiểu dữ liệu số nguyên, kiểu in, cho nên chúng ta có in value. Nếu ở đây là kiểu dữ liệu là float thì đây là cái gì? Float value. Và bảng liệt kê danh sách các cái phương thức mà có thể sử dụng để thực hiện boxing và unboxing. Thì chúng ta có kiểu by, value of,
bên này là buy value, kiểu short là value of, bên này là short value. Và tương tự như thế đối với các kiểu dữ liệu còn lại. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem xét về toán tử và biểu thức. Thì toán tử ở trong Java thì sẽ cung cấp các cái dạng thức. Đầu tiên là toán tử số học, cộng, trừ, nhân, chia lấy phần dư, tức là phần trăm, nó là có nghĩa là chia lấy phần dư. Và cộng cộng trừ trừ. Cái này nó cũng tương tự như cái ngôn ngữ C. So sánh thì lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, bằng và khác, thì nó cũng tương tự như ngôn ngữ C. Logic thì AND, OR và NOT. Gán thì có nghĩa là bằng, cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng và chia lấy phần dư bằng. Thế thì biểu thức là cái sự kết hợp giữa toán tử và toán hạng. Kết quả của biểu thức là một giá trị. Thế thì giá trị của biểu thức sau đây là bằng bao nhiêu? 11 phần trăm 4. Đó là 11 mà chia lấy phần dư của 4 là còn 3. Tức là 11 chia cho 4 thì được 2 dư 3. Tiếp tục cái này. Để làm được cái đây á thì chúng ta sẽ xác định đó là thứ tự ưu tiên, tức là các cái toán tử so sánh trước rồi sau đó là toán tử logic thực hiện sau. Thì chúng ta sẽ thấy là 9 có nhỏ hơn 2 không? Không, không nhỏ hơn 2 thì chúng này nó sẽ trả về false. 4 lớn hơn 3, true. Thì chúng ta sẽ tính từ bên này qua. Thì false and true là bằng false, và or của true là bằng true. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết các cái toán tử số học. Toán tử số học là cộng tổng hai số, trừ tín hiệu hai số, nhân tính tích hai số, chia tính tương hai số, phần trăm thực hiện chia có dư của hai số, cộng cộng là tăng giá trị của một biến lên một đơn vị, trừ trừ là giảm giá trị của một biến xuống một đơn vị. Toán tử so sánh là các cái phép toán so sánh hai toán hạng. Thì chúng ta có là bằng bằng, và lưu ý là các cái ký tự phải viết liền với nhau. Ví dụ như hai dấu bằng thì phải viết xích nhau, không có cái viết có khoảng cách. Lớn hơn, so sánh lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng, rồi toán tử khác, tức là dấu than bằng. Toán tử logic là các phép toán thao tác trên các toán hàng. Toán tử AND là viết hai dấu và liền nhau, trả về giá trị true khi tất cả các biểu thức tham gia, tất cả các cái toán hạng tham gia vào biểu thức có giá trị true. Toán tử OR hai dấu gạch xuống là trả về true khi một trong hai toán hạng tham gia vào biểu thức là true. Và dấu than thì có nghĩa là toán tử phủ định, có nghĩa là đảo giá trị. Nếu đúng thì sẽ trở thành sai, và nếu sai sẽ trở thành đúng, thì toán tử đảo giá trị. Trong Java cũng giống như C có hỗ trợ cho chúng ta cái toán tử ba ngôi. Toán tử ba ngôi là toán tử rất đặc biệt. Cú pháp thứ nhất đó là điều kiện, dấu hỏi, giá trị đúng và giá trị sai. Và diễn giải là nếu mà điều kiện có giá trị đúng thì kết quả sẽ được trả về đó là giá trị đúng, và ngược lại thì kết quả sẽ trả về giá trị sai. Thì cái này nó cũng tương tự như eval, nhưng mà nó không có nhiều các cái xử lý hơn giống như eval. Và ví dụ là chúng ta có hai cái số A và B, A bằng 1, B bằng 9, thì tìm max trong AB.
Thì ở đây có thể dùng cái tốn tự ba ngôi A lớn hơn B. Nếu A lớn hơn B thì chúng ta trả về A. Nếu ngược lại B nhỏ hơn A nhỏ hơn B thì chúng ta trả về B. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem xét về cái lệnh if, cú pháp của lệnh if. Đó là nếu. Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ làm chi? À, thì thường thường đó là nếu mà có nhiều tiền, ước mơ nếu có nhiều tiền thì sẽ làm cái này làm cái kia. Và trong thực tế cuộc sống của chúng ta thì có nhiều người trúng số, lúc đó thì có một mớ tiền, thì cuối cùng không biết làm cái này làm cái kia rồi xong rồi cái cuối cùng tay trắng. Thì cũng có nhiều ước mơ, thì trong lập trình như thế thì chúng ta cũng có là cái gì, nếu thì lập trình nó cung cấp cho chúng ta cái câu lệnh if, tức là nếu điều kiện đúng thì sẽ thực hiện công việc, nếu điều kiện sai thì không làm gì hết, vì không có cái vế ngược lại. Nếu điều kiện đúng thì làm, điều kiện sai thì thôi. Giống như chúng ta ước nếu mà có nhiều tiền thì chúng ta sẽ mua nhà mới, còn không có nhiều tiền thì thôi thì mình không làm gì hết. Và đây là ví dụ điểm bằng 4. Nếu điểm này mà lớn hơn 5 thì chúng ta đậu. Còn điểm nhỏ hơn 5 thì sao? Chưa biết. Cái này là đâu có làm gì đâu. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem xét demo là cho phép nhập số từ bàn phím, và nếu số dương thì tính và xuất căn bậc 2 của số đó ra màn hình. Trước hết mở netbin, và trong cái cửa sổ của netbin kích chọn new project, và ở đây chúng ta sẽ chọn Maven hoặc là Gradle. Thì đây là hai cái công cụ quản lý biên dịch rất mạnh hiện nay. Các dự án của Java thì đa phần nó dùng là Maven. Rồi các dự án mà quản lý biên dịch của Android thì nó dùng là Gradle. Tuy nhiên hai cái chương trình này, hai cái thành phần này thì chúng ta có thể là dùng một trong hai. Và đối với lại cái demo thì chúng ta sẽ dùng Maven và dùng Java Application. Nhấn Next. Và trong này thì sẽ đặt tên cái project đó là Slide 2. Và bên dưới thì chúng ta có thể cho cái package đó là demo. Như vậy thì đối với Maven, chúng ta có cái thông số quan trọng nhất đó là project name. Thì nó sẽ lấy cái project name với lại cái artifact ID này là giống nhau. Sau đó group ID thì chúng ta đặt đó là edu.poly, và package đó là edu.poly.demo như thế này. Nhấn finish để tạo project. Ở trong project được tạo ra, chúng ta kích phải vào trong package và chọn new, chọn Java class. Và ở đây đặt tên đó là number test. Và tên lớp của chúng ta đó là number test, ký tự N và ký tự T là viết hoa lên. Ở trong package đó là edu.poly.demo. Nhấn finish để tạo lớp.
Và trong lớp thì theo cái yêu cầu của bài chúng ta sẽ nhập vào một số và kiểm tra cái số đó có lớn hơn không hay không. Nếu lớn hơn không thì chúng ta sẽ tính căn bậc 2. Và trước hết để mà có thể chạy được thì chàng vào phương thức Public Static Format để gõ chữ PS cho nên là nhấn Control Space và nhấn vào thì chúng ta ra được là Public Static Format. Ở trong này nhập vào một số và kiểm tra số đó có lớn hơn không hay không, cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra và khai báo biến num và dùng cái đối tượng của lớp scanner. Dùng cái đối tượng là thể hiện của lớp scanner thì như thế này, scanner bằng new scanner và chúng ta có student in. Tiếp theo sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số thì chúng ta in ra, đó là nhập số. Nhập số xong thì sẽ gọi đó là net in, net in để đọc cái số đó, tức là đọc cái số vừa nhập. Sau đó có thể sử dụng nếu num này mà lớn hơn không thì chúng ta sẽ phải tính căn bậc 2. Mà căn bậc 2 thì chúng ta có thể là dùng cái kiểu dữ liệu double và gọi thực hiện cái phương thức square root của cái lớp math như thế này để tính căn bậc 2. Sau khi tính xong thì chúng ta sẽ có đó là square root, tức là căn bậc 2 của cái số, thì chúng ta được như thế này. Và sau đó ghi là kết thúc chương trình, đó là complete. Kết thúc chương trình, complete. Và đây là nội dung của cái chương trình mà chúng ta vừa tạo ra. Thì trong chương trình chúng ta lưu ý một số đoạn. Đầu tiên là cái câu lệnh import scanner như thế này. Để sử dụng lớp scanner thì chúng ta cần phải import vào. Thứ hai là dùng cái phương thức tính square root của lớp math để mà tính ra giá trị căn bậc 2. Và gọi thực hiện cái phương thức net in để mà đọc giá trị số do người dùng nhập vào. Kích phải vào chương trình và chọn run file để mà thực hiện. Và ở đây sẽ đợi cho Debian biên dịch và thực hiện cái chương trình. Và nếu mình yêu cầu, tức là chúng ta nhập vào một số, nếu nhập vào một số trừ 1, nhấn Enter thì kết quả ra đó là complete. Chúng ta chạy lại. Nếu nhập vào số 4, nhấn Enter thì kết quả tính ra được căn đó là 2. Thấy không? Nếu mà chúng ta chạy lại, ở đây nhập vào A, điều gì sẽ ra khi người dùng nhấn Enter? Enter, lỗi. Và khi gặp lỗi thì chương trình sẽ kết thúc đột ngột, không có báo cái gì ra hết, mà báo ra một dòng các cái thông báo lỗi như thế này. Đây, một loạt các cái thông báo lỗi. Thì ở đây thông báo lỗi rất đơn giản, đó là input mismatch exception, tức là
cái size cái dữ liệu nhập. Và ở đây chúng ta sẽ thấy đó là ở tại dòng máy thì báo luôn cho chúng ta tại cái dòng 16. Và để khắc phục được tình trạng này thì chúng ta có thể sử dụng cái lệnh try catch. Ở đây thì có thể sử dụng cái lệnh try catch như thế này. Đó là trong này đưa cái đoạn xử lý try, xử lý nhập dữ liệu ở đây, try vô đây. Và đây thì chúng ta có là catch lại. Nếu có lỗi xảy ra thì catch lại và thực hiện xử lý lỗi. Đó là error. Lỗi thì chúng ta sẽ cần phải in cái thông điệp lỗi ra. Và đây là cái đoạn cho chúng ta xử lý cái lỗi khi mà người dùng nhập sai dữ liệu ở trong cái chương trình. Thì chúng ta chú ý cái chỗ try và catch. Try là cố gắng làm những cái công việc này. Catch là xử lý khi có lỗi xảy ra. Tức là cố gắng làm các công việc ở trong các cái đoạn này đây. Nếu có lỗi xảy ra thì xử lý là in ra cái thông báo lỗi. Ở tiếp theo chúng ta sẽ xem xét phần 2. Thì trong phần 2 này là sẽ xem xét cái lệnh if else. Thì cái cú pháp đó là if điều kiện và thực hiện công việc 1 nếu điều kiện đúng. Và nếu điều kiện sai thì thực hiện công việc 2. Và đây là ví dụ điểm bằng 4. Nếu điểm nhỏ hơn 5 là rớt. Ngược lại có nghĩa là điều kiện đó sai, là điểm lớn hơn bằng 5 là in ra là đậu. Và trong cái demo thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái demo đã làm trước. Đó là nếu số dương thì tính và xuất căn bậc 2, còn nếu số âm thì xuất thông báo lỗi. Thì chúng ta sẽ thực hiện chỉnh sửa như sau. Mở trở lại chương trình demo và chỗ if thì thêm vào cái else. Và nếu mà số này âm thì chúng ta thông báo lỗi. Đó là ở đây Error. Cái này error thì này negative number. Hay là cái này thì chúng ta có thể là ghi tiếng Việt đó là số âm lỗi, số âm là không tính ra được cái căn bậc 2. Sau đó kích phải chọn run file và chúng ta sẽ kiểm tra cái kết quả thực hiện của cái chương trình. Nếu nhập vào -1 nhấn enter thì in ra lỗi số âm. Chạy lại, nếu nhập vào 9 nhấn enter thì in ra được là căn bậc 2 là 3. Và cái kết quả thực hiện của cái chương trình là như thế. Và chúng ta thấy đó là trong này thì nếu người dùng nhập vào số âm hay là số dương thì chúng ta có thể hiển thị ra. Thì cái này là tùy theo cái kết quả hiển thị.
Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cái dạng đó là lồng nhiều cái lệnh if với nhau. Thì xem xét cái cú pháp đó là if nếu điều kiện 1 đúng thì thực hiện công việc 1, else ngược lại điều kiện 1 sai thì nếu điều kiện 2 đúng thì thực hiện công việc 2, và else vân vân. Thì cho tới là một cái công việc n nào đó tất cả ở cái trên đều sai thì thực hiện một công việc là n cộng 1 nào đó. Và chúng ta có ví dụ như là delta bằng như thế này. Thì nếu mà delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Nếu delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép. Và nếu mà hai điều kiện này không thỏa hết thì chúng ta in ra đó là có hai nghiệm. Đơn giản như thế. Và trong cái demo chúng ta sẽ xem xét tính thuế thu nhập. Và thuế thu nhập sẽ được tính như sau. Đó là thu nhập dưới 9 triệu là không đóng thuế. Từ 9 triệu đến 15 triệu là thuế thu nhập 10%. Từ 15 đến 30 triệu là 15%. Và từ 30 triệu ở trên 30 triệu đó là 20%. Như vậy thì chúng ta sẽ viết cái chương trình để cho phép là tính thuế thu nhập cá nhân. Ở đây thì chúng ta lưu ý thu nhập thì bao gồm đó là lương và thưởng. Cho nên là chúng ta sẽ cộng cả lương cả thưởng trở thành là thu nhập. Và từ đó thì chúng ta có thể là tính thuế. Quay trở lại nét biên, chúng ta kích vào trong cái tên của package. Kích phải chọn new, chọn Java class. Và đặt tên đó là personal task. Ở đây là tính thuế. Và chúng ta có thể đặt là personal income tax. Và đặt nhấn phím finish để tạo lớp. Ở trong này thì chèn các phương thức public static void vào, gõ ps, nhấn control space, nhấn enter thì ra được public static void. Và để tính thuế thu nhập thì trước hết là chúng ta sẽ khai báo hai cái biến. Biến đầu tiên đó là biến lương. Biến thứ hai đó là biến thưởng. Lương và thưởng là có thể yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím. Tuy nhiên trong demo thì chúng ta có thể là gán trực tiếp. Ví dụ lương là 300 và thưởng là 20. Ở đây thì có thể lương là cho 30 triệu. Cái này cái con số này thì nó cũng hơi nhiều số 0. Sau đó thì chúng ta có thể khai báo đó là thu nhập. Ở đây thu nhập bằng lương cộng thưởng. Cái này là tổng thu nhập đó. Và sẽ tính thuế. Ở đây là thuế. Thuế thì trước hết là chúng ta cho bằng 0. Và nếu mà thuế này, nếu mà cái thu nhập lớn hơn 30 triệu thì chúng ta làm gì? Là chúng ta sẽ lấy thu nhập nhân với cái này là thuế, là thu nhập là nhân với 0.3 là ra được cái thuế của họ. 0.3 thì có nghĩa là gì? Nó tương đương với lại 30%. L ngược lại
Ngược lại thì chúng ta sẽ kiểm tra đó là if thu nhập nhỏ hơn 30. Cái này nó nhiều con số 0 quá cho nên là chúng ta gõ nó hơi chậm. Nhỏ hơn 30 và n thu nhập lớn hơn 15. 1 2 3 4 5 6. Thì chúng ta sẽ tính thuế đó là thu nhập nhân với 0.15. Tức là lúc này là tính ra đó là 15%. Và L, nếu mà thu nhập lớn hơn hoặc bằng 9 triệu thì chúng ta sẽ tính thuế đó là thu nhập nhân với 0.1. Ở đây 0.1 thì có nghĩa là 10% đây. Và L thì thuế thu nhập của chúng ta là bằng 0. Tức là dưới hơn 9 triệu thì chúng ta tính bằng 0. Sau khi tính được thuế, có thể xuất cái thông tin thuế ra cho người dùng. Thuế của bạn là, thì chúng ta có thể là sử dụng cái hàm printf %f, và ở đây có thể sử dụng cái dạng định dạng cho số thực, đó là chúng ta tính thuế, và có thể in thêm đó là tổng thu nhập chưa thuế của bạn là %0.2f, và chúng ta tính đó là thu nhập. Ở đây thì đổi lại thành đó là printf để mà in cái giá trị ra, và tương tự như thế thì chúng ta có thể là in cái f. Và đây là cái đoạn mã của cái chương trình cho phép là tính thuế thu nhập của cá nhân dựa vào cái biểu thuế, là trong đó nếu lớn hơn 30 triệu thì tính thuế đó là 30%. Nếu nằm trong cái khoảng từ lớn hơn 15 triệu cho tới 30 triệu thì chúng ta tính thuế đó là 15%, và lớn hơn 9 triệu đến 15 triệu thì chúng ta tính thuế đó là 10%, và dưới 9 triệu là chúng ta không tính thuế. Chạy chương trình để xem kết quả thực hiện, kích phải chọn run file, và chúng ta sẽ xem cái kết quả. Như vậy là tổng thu nhập chưa thuế đó là 30 triệu hơn 30 triệu, và thu nhập tính và tiền thuế đó là hơn 9 triệu. Như vậy là ở đây tính thuế đó là 0.3%, tức là 30% của cái 30, tức là như vậy chúng ta có được cái thuế, cái tiền thuế ở đây. Rồi, các em có cái câu hỏi thắc mắc. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét lại switch. Là switch thì nó tương tự như cái việc mà chúng ta sử dụng nhiều cái lệnh if, và cú pháp đó là switch biểu thức giá trị 1, giá trị 2 cho tới giá trị n nào đó. Và ở đây thì so sánh giá trị của biểu thức với một tập các giá trị ở bên dưới, và sử dụng switch case break.
Đây là ví dụ. Ví dụ như là chúng ta so sánh cái op. Nếu mà dấu cộng là sẽ thực hiện cộng giá trị của hai số AB. Nếu là dấu trừ thì sẽ thực hiện trừ hai số AB. Và nếu là x và một loạt các cái cây if và dấu hai chấm thì in ra đó là đang xây dựng và else, tức là default, là không có cái nào hết, thì in ra đó là vui lòng chọn. Và chúng ta sẽ xem xét demo là nhập vào tháng và năm từ bàn phím, sau đó xuất số ngày của tháng đã nhập. Tức là chúng ta nhập vào tháng 2 năm 2019 chẳng hạn như thế. Thì chúng ta sẽ tính ra đó là tháng 2 có bao nhiêu ngày, là in ra 29 ngày hoặc là in ra 28 ngày nếu là năm nhuận. Thì chúng ta hình dung nó như thế. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái mở cái chương trình đấy. Ở trong cái process, kích phải vào package, chọn new, chọn Java class. Ở trong này thì có thể tạo ra lớp, đó là month info. Thì tên lớp đó là month info. Và nhấn finish để tạo lớp. Trong lớp tràn vào cái phương thức public static void main. Và trước hết là chúng ta sẽ khai báo hai biến. Biến đầu tiên đó là month, tức là tháng. Biến thứ hai đó là năm. Và có thể yêu cầu người dùng nhập vào từ bàn phím là dùng cái này là nhập năm và năm bằng. Thì trước khi mà muốn nhập dữ liệu thì chúng ta có thể sử dụng cái thể hiện của cái lớp, đó là scanner bằng new scanner và system in như thế này. Sau đó add net in, tức là nhập năm. Và tiếp theo là yêu cầu người dùng nhập vào tháng, nhập tháng. Nhập tháng thì chúng ta gán tháng bằng add net in. Và sau khi có năm và có tháng thì chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra là sử dụng cái lệnh switch tháng. Ở đây nếu mà tháng là bằng tháng 2 thì chúng ta sẽ làm gì? Tháng và bằng tháng 3, tháng 4, tháng 6, ok, tháng 9, ok, tháng 11. Thì chúng ta sẽ xuất ra đó là tháng có 31 ngày và break as why, tức là default, tức là ngược lại, và tất cả các điều kiện 2 4 6 9 11 không thỏa thì chúng ta in ra đó là tháng có 30 ngày. Và ở đây nếu tháng là số 2 là nó hơi đặc biệt. Nếu tháng số 2 thì chúng ta phải kết hợp với là kiểm tra có thể năm đó phải năm nhuận hay không. Nếu năm nhuận thì nó là 29 ngày. Còn nếu mà năm mà không nhuận thì nó là 28 ngày.
Để tính được năm có nhuận hay không thì chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh if. If ở đây là 5, nếu mà chia hết cho 4 thì ở đây là bằng 0. Tức là chia lấy phần dư của 4 là bằng 0. Và 5 sẽ không chia hết cho 100 thì ở đây là khác 0. Thì in ra đó là tháng có 29 ngày. Và L ngược lại thì in ra đó là tháng có 28 ngày. Và đây là toàn bộ cái đoạn mã của cái phương thức main của cái demo cho phép nhập vào năm và tháng, thì sau đó tính là tháng đó có bao nhiêu ngày và hiển thị thông tin số ngày của tháng. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cái cách thức tổ chức của chương trình. Thì trong chương trình sẽ có một cái phương thức rất quan trọng, đó là phương thức main. Và từ phương thức main này có thể gọi thực hiện các phương thức khác của chương trình. Ví dụ như là gọi thực hiện cái phương thức đó là thực đơn. Và tiếp tục là từ thực đơn thì có thể gọi thực hiện các phương thức khác như là thực hiện phép cộng, thực hiện phép trừ, vân vân. Thì chúng ta có thể là tổ chức chương trình theo cái dạng thức như thế này. Tức là main, sau đó thực đơn, gọi tới thực đơn này. Rồi trong thực đơn có thể gọi thực hiện phép cộng, phép trừ. Thì xem xét. Và cụ thể trong cái phương thức thiết kế thực đơn hay là menu đấy, thì chúng ta sẽ thấy đó là in ra máy tính cá nhân cộng trừ kết thúc, rồi chọn chức năng. Thì yêu cầu người dùng đó là gõ vào một cái giá trị và kiểm tra. Nếu là 1 thì thực hiện phép tính cộng, nếu là 2 thì thực hiện phép tính trừ, và nếu là 3 thì thoát chương trình. Và cái tổ chức chương trình theo cái dạng đó là menu và cho phép người dùng lựa chọn các chức năng như vậy. Và phần demo thì chúng ta sẽ xem xét tổ chức chương trình trên bằng cách là đổi từ if else sang switch case. Trong demo thì chúng ta sẽ dùng các cái dữ liệu để in thông tin ra thôi, chứ không thực hiện các cái chức năng tương ứng. Trong NetBeans, kích phải vào Project và Package. Chúng ta chọn Java Class và đặt tên. Đó là Program Structure, tức là cái cấu trúc chương trình. Ở trong cái tên của chúng ta thì tạo ra cái lớp có cái tên đó là Program Structure, tức là cấu trúc chương trình. Nhấn Finish để tạo lớp. Ở trong lớp này thì trước hết là chúng ta sẽ tràn các cái phương thức Public Static, Void, và có thể sử dụng đó là Display Menu, đó là hiển thị cái menu. Thứ hai đó là tạo ra cái phương thức Public Static Void Add, đó là đây là phương thức cho phép chúng ta cộng hai số Public Static Void Sub là trừ hai số. Thì trong cái phương thức là Public Static Void Display Menu thì chúng ta có thể hiển thị nó ra. Ở đây là hiển thị các cái trang trí cho cái phần này. Và ở đây thì chúng ta có thể hiển thị cái trang trí cho phần này. Cái này là nhập chức năng.
Và khi mà hiển thị cái nhập chức năng thì chúng ta bỏ cái chữ Rayline đi. Và trong này thì tiếp tục là một là cộng. Và tiếp tục in ra đó là 2 là trừ. Và in ra đó là 3 là thoát. Và sau đó thì sẽ khai báo một cái biến là biến chậu, và khai báo một cái đối tượng là thể hiện của lớp scanner để cho phép chúng ta đọc giá trị do người dùng nhập vào, thì đây là system in, và gán chọn bằng scanner chấm net in. Sau khi có cái tùy chọn xong thì chúng ta có thể làm điều gì? Sử dụng switch chọn k, nếu bằng 1 thì gọi cái cộng và đưa cái break vô. L case bằng 2 thì gọi cái trừ và break. Và default là sẽ gọi cái lệnh thoát chương trình. Đây là exit, là thoát chương trình ở Java. Và trước khi thoát thì chúng ta cũng in ra cái dòng đó là see you again. Rồi, see you again. Tức là trước khi thoát, in ra see you again. Trong cái phương thức cộng thì chỉ in ra đó là cộng, in ra add. Trong phương thức trừ là in ra đó là sub. Và đây là cái cấu trúc tổ chức của chương trình như sau. Chúng ta thấy trong chương trình là nếu mà người dùng nhập vào 1 thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức đó là add. Ở đây là lời gọi thực hiện cái phương thức đây này. Nếu mà người dùng nhập vào 2 thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức sub. Và đây là lời gọi thực hiện phương thức sub. Sau khi hoàn chỉnh 3 phương thức thì chúng ta tràn vào cái phương thức public static void main. Và lưu ý là trong chương trình luôn luôn có cái phương thức public static void main. Đây là phương thức thực hiện chính của chương trình. Và trong này chỉ cần gọi đó là display menu và có thể in ra cái lệnh đó là complete. Xong thì kích phải chọn run file để chạy chương trình để kiểm tra kết quả thực hiện. Và chúng ta thấy chương trình sẽ hiển thị cái menu như thế này. Người dùng nhập vào 1, nhấn enter thì chương trình sẽ gọi thực hiện phương thức add và kết thúc. Chạy lại chương trình. Người dùng nhập vào 2, nhấn enter thì chương trình sẽ gọi thực hiện sub và kết thúc. Chạy lại chương trình. Người dùng nhập vào 3 thì chương trình sẽ in ra đó là see you again và kết thúc. Thì đó là các cái bước thực hiện của cái chương trình của chúng ta. Và trong này thì chúng ta sẽ xem xét lại cái cơ chế tổ chức của chương trình.
Khi thực hiện chương trình thì chúng ta sẽ thấy đó là chương trình sẽ hiển thị ra được cái menu. Có nghĩa là cái phần này sẽ được gọi để mà hiển thị ra như thế này. Tuy nhiên thì lưu ý là khi bắt đầu thực hiện chương trình thì cái phương thức main là cái phương thức chạy đầu tiên. Và phương thức main sẽ gọi thực hiện cái display menu ở đây. Và đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai là gọi display menu. Và bước thứ ba là hiển thị ra cái lựa chọn như thế này à, cho người dùng biết. Ở đây người dùng nhập vào số 3. Thì số 3 sẽ được đưa vào đâu? Đưa vào trong cái biến chọn. Và giá trị của biến chọn bây giờ đó là 3. Và sẽ so sánh này, chọn nếu là có bằng 1 hay không thì chọn không bằng 1. Chọn có bằng 2 hay không, chọn cũng không bằng 2. Thế thì 1 cũng được, 2 cũng được. Thì chọn sẽ rơi vào cái trường hợp đó là default, tức là không có cái nào hết. Thì cái này là default là ok. Và cái đoạn see you again sẽ được in ra như thế này đây, in ra cho người dùng và thực hiện system exit, tức là kết thúc chương trình. Có nghĩa là chương trình không thực hiện nữa. Và đó là cái cơ chế thực hiện của cái chương trình ở phần demo. Như vậy chúng ta đã kết thúc cái nội dung của bài học thứ hai. Là trong bài học chúng ta sẽ xem xét về cái kiểu dữ liệu nguyên thủy, quy luật ép kiểu, lớp, bao, boxing, unboxing, chuyển đổi kiểu dữ liệu, toán tử và biểu thức. Và đã thực hiện thao tác với các lệnh if, switch case và xem xét cái cách thức tổ chức của cái chương trình. Và xin cảm ơn tất cả các bạn.